Xin chào tất cả mọi người nha, mình là Hiếu Đồ Loa đây. Hôm nay mình sẽ chế quả loa TV 32 này của vợ mình thành dàn loa siêu to khổng lồ nha. Đầu tiên thì mình sẽ tháo những bộ phận không cần thiết của chiếc TV này, bao gồm cả mặt kính. Cứ tháo được là tháo hết anh em nha, cho vợ đi bán kẹo kéo đây. Và sau đó mình sẽ vanh những lỗ để đặt các bát loa vào các bạn nhé. Tiếp sau đó là mình sẽ mùi vào cắt thôi. Đặc biệt là phải cho bộ âm ly siêu to khổng lồ này vào các bạn nha. Công việc của chúng ta giờ chỉ cần vít 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 và lắp vào TV thôi các bạn ơi. Các bạn có thấy ngầu và chất liệu không? Và giờ thì mình cứ thế đặt các bát loa vào các bạn nha. Mình lắp dàn loa này đã đủ phê chưa các bác? Thêm quả đèn led cho phê đi. Và bước cuối cùng mời các bạn cảm âm thôi.